game today. Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đến với cả Game Today. Và hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cả những đội hình siêu cấp của Tuấn Cơm. Thì tranh thủ đầu game thì khoe một chút. Anh em thấy cái bàn cờ mình đang chơi ấy là có đẹp không? Thì mấy cái clip trước ấy mình có up lên. Thì nhiều anh em có hỏi về cái bàn cờ này của mình. Hello anh. Nhưng mà anh nào đấy? Không biết là có phải chào mình không nhỉ? Thì nhiều anh em có hỏi là anh ơi, sao cái bàn cờ của anh nó đẹp thế? Nhìn thì nó có vẻ là hơi giống cái bàn cờ Battle Pass, nhưng mà nhìn kỹ thì có vẻ không phải. Bàn cờ Battle Pass của Villa Game bán thì nó rất là chói và rất là khó nhìn, nhưng mà bàn cờ của mình thì nó rất là dễ nhìn, thậm chí là nó đẹp một cách rất là perfect luôn. Vậy tại sao lại như thế? Cái bàn cờ này thì mình lấy ở đâu? Ở đây thì trong cái round thứ hai mình có hai cái con Heaven Bomber mình sẽ lấy vào nhá anh em nhá. Hai con Heaven Bomber này như mình đã nói từ trước ấy, kết hợp với cả con God of War rất là mạnh giai đoạn đầu game. Đúng rồi, khác bàn cờ. Tuấn Cơm fake khác bàn cờ. Rồi, Tuấn Cơm fake làm gì có cái bàn cờ này, khổ. Chỉ có Tuấn Cơm hàng Real thì mới có cái bàn cờ này thôi nhá. Mới cấp 42. Des, cấp 42 liên quan gì không phải là Tuấn Cơm. Tôi phải nói thật với các anh em, với các anh em cứ dựa vào cái level đánh giá. Cấp 42 nhưng mà nó rank queen nhá. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Trình độ nó không phải là đánh giá ở cái là chơi nhiều hay chơi ít nhá. Anh em chơi nhiều thì nó cũng tăng level mà. Vấn đề là có những cái người mà level hơn 100, level 200 nhưng mà vẫn rút 8, rút 9. Galetter, ông ấy có 2 ưa cao. Đúng rồi, đây đúng là một cái viewer chân chính luôn. Chân con nhà bà chính cũng biết là mình có 2 ưa cao. Nhưng mà thôi, nói tóm lại là gì, nhìn cái bàn cờ là biết nhá. Anh em cứ để ý mà xem. Anh em cứ xem đi, tất cả những cái kênh khác, streamer rồi youtuber khác, làm gì có ai có cái bàn cờ đẹp như mình, đúng không? Thế thì nói thật với anh em ấy là dạo gần đây là mình có học mod game. Thì cái bàn cờ này là do chính tay mình tự mod anh em nhá. Chính tay mình tự mod cái bàn cờ. Từ cái bàn cờ ở Battle Pass của Villa Game. Tuy nhiên là nếu mà anh em để ý kỹ thì nó sẽ có nhiều cái khác. Cái khác đầu tiên đấy là về ánh sáng. Anh em thấy là cái hiệu ứng ánh sáng mình đã thay đổi. Rồi người anh em Antoli 19 gắt thế. Không biết là mình với bạn đã là gì của nhau chưa nhở? Chứ lần đầu tiên gặp thì không ai gọi nhau bằng những cái từ ngữ thân thương như thế cả. Nghe nó cứ bị thân ấy. Bình thường mới gặp nhau thì người ta sẽ hỏi xã giao hơn. Sẽ hỏi những cái câu như là Tuấn Cơm bạn ý là ai? Có đẹp trai không? Chim có to không? Mà sao nhiều người để ý đến thế, dạng như thế. Để rồi mình có cơ hội được trả lời các bạn. Mình là một người rất đẹp trai, thanh lịch, siêu cấp vô địch nhá. Trận đấu này khả năng là sẽ chơi mết. Có gậy xung kích sớm. Nhưng mà thôi, từ từ đã. Tính sau. Ôi rồi, người anh em Hạnh San lại gắt rồi. Lại là bạn thân rồi. Khổ. Con game này nhiều bạn thân thế. Khiếp thật. Nói là mình không biết Tuấn Cơm là ai là được rồi. Làm gì mà phải gắt lên thế. Không biết mình là ai thì sau trận này rồi sẽ biết thôi. Rồi ôi, đơn giản như có gì đâu. Tranh thủ là coi như là trận này giới thiệu cho anh em kênh Game Today luôn. Xem nào, có một quả trứng rất là muốn mua nhá. Ở đầu game. Lượt này mình thắng thì xem mình sẽ mua quả trứng. Ôi đấy, mất quan điểm quá.
hội bạn thân nói chuyện với nhau, chết rồi. Khổ. Xong rồi, trận này chắc chắn là bị gạt giò kinh lắm đây. Xác định luôn. Nhưng mà không sao, mình là con người bản lĩnh nhá. Người nổi tiếng, người của công chúng mà. Lắm người yêu thì cũng có lắm người ghét thôi. Nên là các anh em nào mà yêu thương mà ủng hộ mình thì xem cái clip này nhớ là like cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Úi xôi. Vào hùa hội đồng à? Trời ơi, vào hùa hội đồng mình à? Phải hết sức bình tĩnh. Mình người lớn rồi, ai lại như trẻ con. Anh em hiểu không? Cứ bình tĩnh thôi. Tí nữa dạy cho các bạn trẻ một bài học. Tầm này thì chưa nói được điều gì đâu. Mà thôi, bỏ qua hội bạn thân thì bây giờ quay trở lại là hội mê bàn cờ đẹp nhá. Mình đang có một cái dự án là remake toàn bộ lại cái bàn cờ trong game này. Thì riêng về cái bàn cờ này, cái bàn cờ cúp biển này này, thì ngoài cái việc là thay đổi các cái về ánh sáng này, rồi các cái hiệu ứng này, thì mình đã thay toàn bộ những cái map từ cái HD, từ cái map ở cái chất lượng map là HD thì bây giờ mình đã chuyển lên thành cái chất lượng là 4K, thậm chí là có thể lên được tới 8K nếu mà mình muốn. Ở cái mức độ 4K ấy, thì mình đã test thử mình chơi ở đây là mình chơi ở cái độ LED là 4K thì nó rất là ok. Bàn cờ rất LED và hoàn toàn là rất là mượt, chơi rất là mượt. Mượt mà. Cảm giác rất là mượt mà. Anh em thấy là không hề có giật lag gì cả ở trong cái bàn cờ này. Ngoài ra thì mình đã tinh chỉnh lại một vài cái model làm cho cái con game này nó chơi nó mượt mà hơn. Anh em nhìn ấy, anh em sẽ thấy là nhìn qua thì thấy là nó sẽ giống cái bàn cờ Battle Pass, nhưng mà thực ra nhìn kỹ thì nó sẽ rất khác đấy, nó không giống đâu. Anh em nào có cái bàn cờ Battle Pass thì anh em cũng sẽ nhận ra là có rất nhiều những cái thay đổi ở trong cái bàn cờ này. Và mình giới thiệu bàn cờ ấy để làm gì thì bây giờ ấy, nó là cái phần quan trọng nhất này. Đấy là từ trước đến nay ấy, các anh em có rất nhiều các anh em ủng hộ mình, donate cho mình nhưng mình chưa có dịp cảm ơn. Thì nhân tiện là cái đợt này mình cũng rảnh, mình cũng mốt lại rất là nhiều các cái bàn cờ. Thì mình xin được tri ân các anh em mà đã từng donate cho mình nhá. Thì các anh em nào mà đã từng donate cho mình thì mình xin được tặng các anh em cái bàn cờ này. Các anh em có thể là liên lạc với mình trên fanpage của Game Today ở trên Facebook, hoặc là có thể liên lạc với mình qua hội siêu cấp vô địch để có thể là nhận được cái bàn cờ này anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều vì trong cái quãng thời gian vừa qua đã ủng hộ kênh rất là nhiệt tình, giúp cho mình có những cái động lực để có thể là đến ngày hôm nay mình vẫn có thể làm YouTube và ra clip đều cho anh em xem. Ngoài ra thì các anh em khác cũng có cơ hội được nhận cái bàn cờ này. Mình tặng cho các anh em là các anh em thứ nhất là các anh em thứ nhất là phải là fan đã đăng ký kênh. Chắc chắn rồi là các bạn phải đăng ký kênh đã. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là mỗi tháng ấy mình sẽ có một cái event dành cho ba bạn hoạt động sôi nổi nhất ở trên YouTube. Cái hoạt động sôi nổi ở đây được đánh giá bằng một cái phần mềm. Mình có phần mềm để mình có thể theo dõi được xem là ai là người có thời lượng xem video clip của mình nhiều nhất. Ở đây mình đánh giá bằng thời lượng nhá anh em nhá, xin nhắc lại là thời lượng xem video clip, chứ mình không đánh giá bằng lượt xem. Bởi vì cái lượt xem ấy thì nhiều khi là các anh em vào rồi các anh em ra luôn. Like cho mình nhiều nhất, comment nhiều nhất, nói chung ấy là các anh em có những cái sôi nổi nhất ở trong cái kênh Game Today ở trên YouTube. Thì mình sẽ dành cho ba anh em sôi nổi nhất là mình có phần quà là tặng cho anh em cái bàn cờ này. Ok nhá. Tuy nhiên là lưu ý cho các anh em là phần mềm Static YouTube ấy, nó chỉ đánh giá được những cái anh em mà có đăng ký kênh thôi nhá. Còn các anh em mà xem nhiều ấy, xem nhiều thời lượng xem nhiều nhưng mà không đăng ký kênh của mình ấy, thì nó cũng sẽ không có thể thống kê được đâu nhá các anh em nhá. Và vẫn chưa hết. Thứ hai ấy là các anh em
có thể là các anh em hoạt động sôi nổi ở trong cái group của mình. Tức là mình cũng sẽ dành ra một cái event tặng 3 cái bàn cờ dành cho 3 anh em hoạt động sôi nổi nhất ở trên cái kênh hội siêu cấp vô địch. Ở trên cái kênh hội siêu cấp vô địch nó cũng có sẽ có phần mềm để đánh giá xem là anh em nào là anh em hoạt động sôi nổi, có những cái bài viết hay, chia sẻ hay về các cái đội hình hay này. Rồi thì chăm trả lời câu hỏi của các bạn lưu bài, hỏi về game, giải thích cho các bạn, hoặc là anh em chăm post bài thì các anh em cũng sẽ được có cơ hội được nhận cái phần quà của mình. Và cuối cùng, ở trong cái hội siêu cấp vô địch của mình ấy thì rất nhiều anh em, cái này là yêu cầu của anh em từ rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình mới bắt đầu là mình chuẩn bị triển khai. Đấy là cái việc là tổ chức giải cho anh em. Thì mình sẽ tổ chức giải và cái bàn cờ nó chính là cái phần thưởng của cái giải đó. Top 3 của giải sẽ được tặng bàn cờ. Và mình phải nói thật với các anh em ấy là cái phần mod ấy thì mình mod là rất nhiều bàn cờ, chứ không phải chỉ một mình cái bàn cờ mà mình đang chơi đâu. Và rất nhiều các cái bàn cờ đẹp, anh em có thể tham khảo thêm ở trên kênh, ở trong cái hội siêu cấp vô địch của mình. Đã có một vài những cái bàn cờ mình đã bắt đầu sâu ra rồi. Anh em nào thích và quan tâm thì có thể vào trong đó và xem nhá. Tháng nào mình cũng sẽ trao giải nhá, tháng nào mình cũng sẽ có giải cho các anh em. Và cuối tháng mình sẽ tổng kết lại nhá, xem các anh em nào được nhận giải. Ngoài ra thì các anh em mà donate cho mình ý, thì chắc chắn là sẽ tri ân cái bàn cờ, tùy chọn các anh em. Bây giờ hiện tại là mình đã có 5 bàn cờ rồi, các anh em có thể tùy chọn nhá. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với cả cái trận đấu này. Thì hiện tại ý, là mình vẫn đang hướng tới cái con đường là chơi mết. Bởi vì mình đã có 2 cây xung kích rồi. Hôm nay chúng ta gặp một cái đội hình rất mạnh ở đây. Thôi chết rồi, toang rồi. Cái con Flaming Wizard của nó đã lên 2 sao. Ngoài ra thì có Taboo Witcher nữa, kẹp thêm bộ rồng vào rất mạnh. Chúng ta gặp top 1 và chúng ta giờ này mất hơi bị nhiều máu. Thêm một con Flame nữa này. Rồi tạm thời thế thôi, chúng ta có tròn 50 tiền rồi nên là mình sẽ không mua cái con Whisper Seer nữa. Cho con nào vào nhỉ? Flaming Wizard có vẻ mạnh hơn, tận dụng được bộ gót. Cái con Flame này nó sẽ tung trưởng rất là nhanh. Laguna Blade thì nó sẽ cooldown bình thường là 10 giây thì bây giờ nó sẽ giảm đi là 50%, thì nó chỉ còn có 5 giây thôi. Ui mạnh thế nhỉ? Rồi chúng ta chúng ta lại quay trở lại với cả hội bạn thân hành sản. Chơi assassin hay là vua nhỉ? Cái con Swordmaster lên được 2 sao sớm rất là xanh. Ở đây thì mình có một con Fortuner Teller, có lẽ là mua Fortuner Teller sẵn để có thể là giữ máu. Còn bây giờ trông có vẻ toang, trông có vẻ hơi toang. Trận này nó cho ít mét quá. Mặc dù đồ thì đồ cho 2 gậy xung kích rồi, mà chơi 2 gậy xung kích mà không ra được bọn mết thì nó cũng rất là phí. Bây giờ mà ghép 2 gậy xung kích rồi mà lại chuyển sang chơi cái bộ khác thì nó rất là phí. Bây giờ chỉ còn có một cái lựa chọn nữa là có thể là chuyển sang chơi gót. Chơi gót cũng gọi là hơi yếu ở trong cái giai đoạn này, hơi mạo hiểm. Ồ, chúng ta có thể ghép được một cái BKB quyền trượng rắn. Xem nào. Ở đây thì khá nhiều sát thủ, có một người chơi mết, có một người, hai người chơi mết. Thế thì sẽ chắc là sẽ phải ghép cái thạch trì phù văn này là có thể ghép cho quyền trượng rồng đấy. Nhưng mà để sau, cứ từ từ đã. Cái việc là ghép cấm đánh hay là ghép ghép quyền trượng rồng thì nó phụ thuộc vào giai đoạn sau anh em ạ. Bởi vì là bây giờ ấy, mình thấy là có rất nhiều người chơi sát thủ, thì cái việc mà chọn cấm đánh thì nó vẫn hay hơn. Mết thì mình có thể xếp để mình counter lại được, còn sát thủ thì quá đông và nguy hiểm.
Tạm thời thì cho con Fortuner vào để có thể là giữ máu anh em nhá. Tầm này là mình yếu rồi, khi mà mình chưa ra được một thêm một con mết. Bây giờ là mình còn chưa có bộ mết cơ. Mình mới chỉ có cái bộ gót ở đây thôi. Vì vậy là rất là yếu. Lúc đầu là mình tính, mình vẫn là tính theo cái kiểu là lướt đôi. Có nghĩa là mình chơi là mình luôn là, anh em biết là cái trận trước ấy, anh em xem có cái trận là mình cũng làm cái bộ mết ấy. Mình cũng luôn là để lại lướt đôi lướt ba. Tức là lúc nào ở trên bàn cờ của mình ấy cũng là, một là nó phải có bộ mết này, nó là cái gốc của nó là bộ mết này. Tuy nhiên là có thể là sẽ chuyển sang chơi gót hoặc là chuyển sang chơi goblin. Khi mà chúng ta ghép cái đồ sớm, chúng ta ghép những cái đồ ma lăng sớm, những cái gậy xung kích sớm, thì chúng ta sẽ chọn theo cái con đường là chơi một trong cái ba bộ đó thì nó dễ dàng hơn trong cái việc chuyển bộ. Ví dụ như là không ra được mết thì bắt buộc là phải chơi chuyển sang chơi chơi gót thôi, hoặc là chơi goblin thôi. Chứ còn nếu mà mình để một bộ không ấy thì nó rất là nguy hiểm. Mình chỉ mua những cái con mà ví dụ mình chỉ bắt buộc là mình mua những cái con mết thì nó rất là khó. Khó với việc xoay bài. Đấy là lý do tại sao cái hàng chờ của mình lúc nào nó cũng đầy. Thì anh em thấy là cái trận này thì goblin nó cũng không ra nhiều. Đầu game thì không có sao Breaker, Skybreaker không lên được 2, Zipper không có. Thế nên là không chơi được goblin rồi. Mết thì cũng không chơi được. Chưa có những cái con như là con The Saw hoặc là con một con Thunder Spirit. Chưa có. Úi. Vừa nhắc thì ra này. Thơm. Rồi ôi, cho vào thôi. Hay thế nhở, thế thôi. Vứt Photon theo đi. Tầm này là ok rồi, lại có đam. Có đam mết vào đây là cộng thêm 35% là mạnh rồi. Riêng cái đội hình này là phải lên 9 rồi mới roll anh em nhá. Kinh nghiệm của mình đấy, đừng có roll sớm. Lên 9 rồi roll, tìm những cái con elite 4 tiền cho vào trong đội hình God thì là mới mạnh được. May mắn thì có thể có được những cái con 5 tiền. Ví dụ như con Bomb hoặc là con Skyler trong cái phiên bản update thì rất là mạnh. Scryer thì nó có thể tung trưởng, nó là 10 giây một lần. Có nghĩa là bằng với cả cái con Flaming Wizard. Vậy là có ở đây có rất nhiều người chơi sát thủ, có tới 4 người chơi sát thủ và chỉ có 2 người, 3 người chơi mết thôi. Thực ra mình thì mình không chơi mết, mình là chơi gót. Mình sẽ phải lên 9. Cái bộ gót ý, nó hơi yếu thế so với cả cái bộ mết là bởi vì không thể kẹp được rồng vào. Không kẹp được rồng, không kẹp được Marine và cũng không kẹp được cái bọn Human. Nên là chơi nó nhiều khi là nó sẽ bị Human nó làm cho Silent đến chết, câm lín đến chết mà không tung được trưởng. Chính vì thế nên là cái con những cái con mà thuộc cái dạng khống chế luôn phải để ở phía sau. Chính vì thế nên là khi mà để phía sau ấy, như là con Storm Shaman chẳng hạn, là một trong những cái con mà co ở trong cái đội hình God, nó phải để phía sau so với ở cái đội hình mết. Chính vì thế nên là cái việc tung trưởng của con Storm Shaman trong cái đội hình God ấy, nếu mà nói về cái đồ mà nó tương đương nhau ấy, hai bên tương đương nhau ấy, thì rõ ràng là bên mết nó sẽ cái con Storm Shaman ấy nó sẽ có lợi thế hơn. Khi mà Storm Shaman ở trong cái đội hình mết nó để lên phía trên cao, nếu mà đánh với God thì rõ ràng để lên trên cao, khi mà nhận đam thì nó sẽ tung trưởng trước. Và cái việc Silent ấy, cái trưởng Silent Static Storm của con Storm Shaman ấy nó tung được trước thì toàn bộ cái đội hình God gần như là không thể tung được trưởng, và thế thì toang. Tuy nhiên là ở trong cái meta mới ấy, nó xuất hiện cái con Skyler ấy, thì cái việc đấy nó cũng đỡ đi được một chút. Khi mà ví dụ như là bên God nó có Skyler ấy thì mết khi mà cái con Storm Shaman nó full mana thì lập tức nó sẽ bị silent trong vòng 3 giây. Và nó sẽ bị tung trưởng chậm hơn so với cả Storm Shaman bên mình. Đó. Velomancer, được. Con này vào cho có thêm bộ Warlock. Lên 9 rồi.
Từ bây giờ là run đều tay thôi. Chắc là sẽ lấy cái BKB luôn. Bây giờ chơi mết là mệt đấy. Chưa có Storm Shaman. Thằng này có Storm Shaman già 2 rồi ạ. Thôi xong rồi, lượt này mất nhiều máu lắm đây này. 12 máu. Round sau là phải xả tiền thôi. Chứ 40 máu là với một cái đội hình yếu như này là rất dễ là toang sớm. Cái lý do mà mình giữ lên 9 ý, mình mới roll ý, bởi vì là nó sẽ có cơ hội ra được một trong ba con, là con bom, con rớt hoặc là con Skyr. Ba con đó thì nó sẽ giúp cho mình có thể sống sót tốt đến round thứ 35. Rớt. Đây rồi. Gọi cái ra luôn ạ. Vãi hết cả cứt. Ngon. Ngon thật đấy. Lâu lâu mới được một trận. Ra con rớt sau còn khuyến mại thêm con Soul Reaper với con Siren nữa. Ngon quá. Mày ra đây. Tao đủ bộ gót rồi nhá. Nào mày ăn hộ tao cái. Trời ơi. Để cái gì đây? Đéo hiểu kiểu gì. Sao sao ba gót rồi mà. Yếu thế. Căn bản là có cái con già 6m nó quẹt một đường thì chết hết rồi. Mình ra ba gót rồi vẫn chưa ăn thua. Chưa ăn thua phải lên được 2 cơ. Lên được 2 sao có khống chế cơ. Ít ra có Storm Shaman vẫn phải roll. Bây giờ phải tìm Storm Shaman anh em ạ. Siren lên được 2 cho vào. Roll thôi. Storm Shaman. Storm Shaman ở đâu? Ra đi. Sắp chết đến nơi rồi. Mẹ. Luôn sắp hết tiền. Đéo ra được một con Storm Shaman nào. Chết rồi. Toang quá nhờ. Sắp toang ở nơi rồi. Vẫn chưa có Storm Shaman. Gặp mấy cái bộ Assassin này thì ăn được đấy. Nhưng mà gặp mết thì chết. Bởi vì mình không có một cái Silent. Để xem nào. Mết sống vẫn dài lắm. Trong cái đội hình God thì cái con Storm Shaman nó còn quan trọng hơn là con rớt cơ. Mẹ không ra được con nào luôn ạ. Ủa có con già này. Lấy con già đi. Con già thay cho con Flaming Wizard được. Rồi, thế cái con già này nó sẽ đóng vai trò là con co vậy. Thế thì sẽ phải bắp đồ cho con già. Con già nó sẽ thay con Storm Shaman. Nó sẽ cầm cái BKB để có thể tung trưởng được. Cho cầm xung kích BKB tung trưởng ra sau tung trưởng. Con già này trong cái đội hình God thì nó cũng rất là mạnh. Vì nó có thể tung trưởng, tụ trưởng bắn liên tục. Cái này là bắn xong trưởng là bắn luôn. Tụ trưởng bắn xong một phát là bắn luôn. Bắn liên tục luôn. Đấy anh em thấy không? Bắn liên tục luôn. Vừa mới tụ xong phát là bắn luôn. Chỉ cần là đầy mana thôi. Không có Storm Shaman thì dùng tạm con già. Bắp đồ cho con già cũng ok. À đéo hiểu kiểu gì không có con Storm Shaman ạ. Tao 25, 26 lại xả tiền tiếp lần nữa. Bây giờ là phải tìm ra God of War lên 3 này. Để cho cái hàng trên nó cứng một tí. Thêm một con Thunder Spirit. Thêm một cái lượng đam. Già lên được 2. Có quả trứng sẵn đây rồi. Tìm thêm một con già nữa thôi. Khả năng cao ở trận đấu này có khi là không có Storm Shaman đâu. Nếu mà có Storm Shaman thì sẽ bán con có thể là Thunder Spirit. Nếu mà nó không lên được 2 thì mình sẽ thay con Storm Shaman vào. Hoặc là nếu mà Thunder Spirit lên được 2 thì mình sẽ bán cái con Dragon. Dragon Sailing Dragon đi. Đó. Nhiều khi là mình quên tên một vài con bởi vì mình quen ấy, mình chơi bình thường thì mình quen gọi cái con Dragon con Sailing Dragon là con Puck. Rồi, xả tiền thôi. Chúng ta vẫn phải roll ở cái level 9. Tìm ra được con Storm Shaman. Storm Shaman. Nếu gì Storm Shaman ơi. Ra đi. Đây rồi. Ôi trời ơi, mẹ nhà mày. Rất tốt. Mãi mới ra. Nhưng mà vẫn mới có một con thôi. Xếp lại đội hình nhanh không là toang này.
Mày thế, kịp, đúng kịp giờ luôn. Gặp Glacier Clyde. Gặp lại thằng này có con Skyr. Đi cướp được skill của Skyr. Con già nó có BKB khác bột lắm. Ăn làm sao được. Con Skyr này nó cũng là cái con counter lại cái bộ gót đấy. Nhưng mà cái con già của mình nó có BKB rồi, không sợ. Xem cái lượng đồ ở đây thì mình đã có thể ghép được cái giáp. Tuy nhiên là mình sẽ giữ lại cái ngọc lé để ghép cái cấm đánh. Nào, luôn tiếp rồi. Storm Shaman. Lần này sẽ là cái cơ hội cuối cùng để tìm ra con Storm Shaman 2 sao. God of War đây rồi, thiếu một con God of War nữa thôi. Storm, God of War. Bây giờ để lại thêm một con Witch Doctor nữa. Nào rồi ôi, không, hết con mẹ có tiền. Ui, con già này, nhưng mà như nào đây? Chết mẹ kịp, không kịp rồi. Ui, mày vãi cướt vẫn kịp. Mày thế. Ui, đéo mày làm đâu, tôi chết rồi, lần này nhất rất nhiều máu quá. Làm gì mà ghê thế. 17 máu ạ. Ui sao. Con God of War một con nữa. Cho một con God of War nữa thôi. Con Doctor mất một con. Đây rồi. Ít ra thì cũng có một con lên 3 sao. Thêm khống chế. Có lẽ là phải bỏ Storm Shaman vào thôi. Thôi con này giải tán mẹ mới đi. Khổ quá đeo lên được 2. Không thể ghép được cái cấm đánh rồi thôi. Thôi ghép luôn. Sắp chết đến nơi rồi. 16 máu ạ. Thôi toang. Trận này toang rồi. Cút đi là vừa đi chứ còn gì nữa. Ui, gặp sát thủ có kẹp Laga ở đây rồi. Sắp down Griller có BKB. Thôi chết mẹ, lượt này đi mất. Ôi, thôi chết rồi, già bị chết rồi, không có đam. Ờ, nhưng không nhá, đi thì đéo nào được. Ăn hộ tớ. Rồi ôi, tưởng ăn tớ mà dễ. Không, không nhá. Kẹp Laga với chúng tôi này thì kẹp Laga với chúng tôi. Đánh cẩn thận đến nỗi mà cho cả BKB cho Shutdown Killer. Rồi vừa mới nói ra thì Storm Shaman ra rồi. Ngon. Hay lắm. Thế thì tớ lại tuyên bố với các cậu luôn nhá. Marine có BKB. Xui, không ăn được. Thế thì thôi. Các cậu tuổi gì. Nhìn đây này. Nhìn xem. Lật kèo là rõ luôn như gì nữa. Ui, nhưng mà lượt này gặp thằng top 1. Thôi, tớ nói đùa thôi. Tha cho tớ, đừng. Hay lắm, Siren hóa đá chuẩn, không thể làm một chỉnh. Ăn rồi, làm gì có tuổi. Top 1 gặp mình còn toang. Nói cho nó nhanh nhá. 13 trận liên tiếp à. 14 trận à, win the trick à. Chưa gặp mình thôi. Thôi, giờ giữ tiền. Không làm gì cả, giữ tiền. Giữ tiền lên 10 nhá. Không làm gì cả. Tâm lay mạnh dạn luôn. Giữ tiền lên 10 luôn. Round thứ 30. Ui, vẫn còn 3 thằng mết đấu với cả 3 thằng sát thủ ạ. Càng. Nhưng mà mình không phải là mết, mình là gót. Hy vọng là cái lượt này nó sẽ ra cho mình cái giáp cuối, cái giáp xương. Cần cái giáp xương để có thể chống lại bọn sát thủ đã. Không có giáp xương. Tuy nhiên là có cái áo chống phép này cũng được. Chống được cái bọn mết. Đây rồi, Skyr này. Thôi, thế thì bây giờ lên 10 thôi. Tầm này mua Skyr, giữ tiền lên 10, cho vào có thêm bộ Shaman. Cái con Skyr nó sẽ là cái con co chính. Nếu mà già nó bị phế thì cái con này nó sẽ là con co chính. Thêm máu thêm vui. Cho Siren thì còn có cơ hội còn bắn đức trưởng. Không là trước khi tung trưởng mà lại bị gặt chết thì thôi. Ui, nhiều sát thủ thế, lại gặp sát thủ này. Ăn được không? Ăn được chứ làm sao không? Tuyên bố rồi, sát thủ tuổi gì gặp tớ.
Nào, như nào. Hội bạn thân à. Ủa, bạn ấy bạn quý mến mình lắm. Đầu game là bạn có chào hỏi mình mà. Thôi giữ tiền, không làm gì hết. 16 máu ấy, nếu mà có lọt ấy thì chắc là chỉ sợ cái bọn mết thôi. Nhưng bây giờ mình có Storm Shaman, thực ra vẫn là căng khi mà Storm Shaman của mình bây giờ nó vẫn chưa có cái xung kích cung trưởng, nó sẽ bị chậm. Với cái bọn mết mà nó có cái con Storm Shaman mà có xung kích thì cái con Storm Shaman của mình nó sẽ chậm hơn của họ và mình sẽ thua. Lượt này lại gặp bọn sát thủ, gặp nhiều thế, vẫn gặp cái thằng Minh Tuấn này, nhưng mà không sợ. Tầm này sát thủ kể cả là Marine BKB vẫn không để ăn được. Không, chưa, làm sao ăn được. Nhìn thì nhìn tưởng ăn nhưng mà không ăn được đâu. Nhìn thấy chưa, lên top 3 rồi thế này. Nào, cậu gáy nữa đi. Cậu gáy nữa đi. Xôi ôi, gáy nữa đi, gáy nữa đi. Sao đến bây giờ thì im thế. Đầu game bảo là thắng thì nói gì chả được. Thắng đi. Ui vãi cứt, thằng này có 4 Marine rồi này. Nhiều tiền thế. Đéo hiểu sao thằng này mình không gặp mình lần nào à. Tí nữa nó kẹp 4 Marine vào thì chắc toàn. Nó đã chuẩn bị 4 Marine vào rồi. Người này gặp mết. Này chơi mết Spirit này. Ui giời, cái bộ này là cái bộ trước đây mình chơi đây. Storm Shaman, nhưng mà Storm Shaman đối thủ với 1 sao. Ngon. Ui cháy sáng 5 trận, thằng ấy, thằng bếp đầu tiên đã ra đi rồi. Hay lắm. Chúng ta chỉ còn 1 mét nữa thôi. Ai chơi mét rồng. Ba mươi hai là đủ tiền cho Skyr rồi. Thôi áp thôi, cho vào luôn. Lượt này chắc chắn là sẽ gặp cái thằng chơi mết rồng đấy. Nguy hiểm phết. Cho vào luôn anh em ạ. Con Skyr bây giờ nó là đam chính ở trong cái bộ này đấy. Trưởng bây giờ là nó sẽ là khoảng 3 giây nhá. 10 giây thì giảm 75%. 3 giây tung trưởng một lần. Gặp Xin. Nhưng mà tôi có Skyr có cấm đánh ở đây. Là cậu ăn đi, cậu ăn đi, cậu ăn hộ tớ. Nào, mất chuỗi thắng chưa? Đấy. Gáy lửa lên. Xui hội bạn thân, hai thằng chơi assassin với nhau. Chuẩn rồi. Ngon. Trời ơi, thế thì cú lật kèo nó là rõ. Mà vẫn chưa biết được. Thằng top 1 ấy là nó chưa cho vào 4 cái con Marine vào thôi. Ui bây giờ cho 4 Marine vào rồi. Thôi xong. À chưa. Vẫn chưa cho 4 Marine vào. Thế thì vẫn có cơ hội. Round thứ 35. Còn có 4 người thôi. Nhưng mà còn một mình với cả 3 thằng Xin. Mết chết hết rồi. Khổ. Mấy thằng Xin coi như tranh nhau bài. Thế là chưa có thằng nào có con ốc 3 cả. Mà cái thằng top 1 thì nó là con assassin xanh. Xanh quá. Rồi. Lấy cấm đánh thôi. Bây giờ là đã có cấm đánh. Rất tốt. Cái cấm đánh bây giờ là mới có, hết game là mới có, nhưng không sao, hết game lại gặp assassin, ngon, rất thơm ở đây. Bây giờ thì gặp assassin thì cứ tăng cơ mà nhét xuống dưới thôi, không có gì phải lo lắng về cái đội hình cả, khi mà bây giờ chỉ còn một mình assassin thôi. Nhưng quan trọng là gặp thằng nào. Ở đây gặp ngay thằng 4 Marine đây, ăn được không? Thôi chết mẹ, 16 máu có đi không nhờ? Có đi không? Lào một quẹt, già ơi, bắn trưởng mạnh chứ, là mạnh luôn. Còn ốc vẫn đang loay hoay không kịp làm gì. Thôi cậu ơi, thế thì tôi tuyên bố cậu luôn nhá. 4 Marine mà không ăn được thì các cậu lần lượt mà ra đi. Thì bây giờ gửi lời hỏi thăm đến người anh em Antoli 19. Ôi, thoát nhanh thế. Biết ngay mà. Đấy, thấy cuối game là im là biết ngay. Không thể nói gì. Sau đầu game gáy to lắm.
khổ, nghĩ nó chán. Nói rồi, các cụ đã có câu gáy sớm ăn gì, chỉ có chuẩn. Vào game là cứ phải là thăm dò nhau đã, đến khi nào chắc chắn ăn đi mới nói. Khổ, đến lúc đấy thì ai làm gì? 4 Marine không ăn được. Nói cho nó nhanh. Một quẹt con già bắn liên tục trưởng luôn thì các cậu đỡ thế nào được. Thôi xong. Thế là xong. Thậm chí là còn có một cái RO ở đây. RO cho Storm Shaman à. Có lẽ là không ghép cái RO anh em ạ. RO nó phí à. Trong cái đội hình God này thì cái cooldown nó quay nhanh lắm. Ghép luôn xung kích luôn, bắn trưởng cho nhanh. Con ốc đã lên được 3, kẹp 4 Marine vào. Ui sao lấy đâu ra nhiều BKB đấy kia, 5 cái BKB á. Không thể tin được. Thôi trong rồi. Mẹ đéo gì 4 Marine còn 5 cái BKB thì đỡ thế kéo nào được. Thôi toang mẹ rồi. Ơ vẫn chưa toang, vẫn còn. Vẫn còn sống. Thôi xong. Cái trận này chết từ từ à. Mẹ cay thế nhờ. Ít ra phải dạy cho nó một cái bài học chứ. Dạy cho nó một bài học chứ đéo gì. Già bây giờ cần 2-3 con già nữa. Già lên 3 đã. Cho nó khắc bọt. Nguy hiểm quá. Rao 39 già không lên được 3 rồi. Thôi chết rồi toang mất. Đéo gì 5 cái BKB. Kiếm đâu ra mẹ hack à. Vãi cứt. Thằng này nó hack cũng lên. Làm gì có chuyện một round thêm được bao nhiêu cái BKB như này. Vãi cứt thế. Ôi lượt này mất nhiều máu luôn. Thôi xong rồi. Đéo gì cày nhờ. Vẫn còn một máu. Vẫn còn một máu. Vẫn có cơ hội. Bên này nó vẫn ăn được mình. Đéo hiểu kiểu gì ạ. Kiếm đâu ra được. Ây rồi còn một con dạ thôi. Thế thì thôi giải tán mẹ hết mấy con này đi. Lấy tiền mà roll. Rao sau roll. Một con dạ nữa thôi. Chưa. Chưa thua nhá. Trận đấu chưa thua khi mình còn một máu. Trận đấu chỉ thua khi mà mình còn không máu thôi bạn nhá. Đợi đấy. Đợi đấy. Hãy đợi đấy. Là một bộ phim của Nga. Làm thế nào để ăn được nhỉ? Trừ khi là cái con già lên được 3. Con già lên được 3 thì có thể nó bắn trưởng liên tục. Cái quẹt trưởng của nó là khi mà bắn xong là nó có thể bắn được luôn. Nó sẽ bù vào cái lượng đam. Có cái giáp cuối ở đây rồi, phải lấy thôi. Lấy cái giáp cuối. Tăng thêm cái độ cứng cho team. Lăm BKB, 4 Marine, khó vai cả lìn. Đéo hiểu kiểu gì. Witch Doctor cho ra ngoài, nó sẽ chặn con God of War. Rồi, rồi rồi. Ra. Ở đây rồi, cơ hội. Yes. Hay lắm. Đây rồi, cơ hội là đây. Có thể là thực kèo. Hết rồi đấy. Round cuối. Con ốc đã bị hack. Tuy nhiên lại kèm theo cái cấm đánh vào cái con ốc. God of War đứng ở phía dưới chặn hầu hết những con assassin. Già đã tung được một lần trưởng. Toàn bộ assassin đang đứng ở trong vòng static storm. Hai bên đều bị hóa đá. Già tiếp tục tung trưởng. Skyler cũng tung trưởng. Con ốc không thể đánh được và đang loay hoay. Thôi xong rồi, tớ ăn trận này. Chắc chắn là như thế. GG. Thôi, thế thì ai mới là cái người thua? Đéo mẹ gáy sớm ăn gì là có thật. Khổ.
Thôi anh chị em bạn thân là coi như là dẫn tay nhau là đi hết rồi. Còn mình lại siêu cấp vô địch. Buồn cười Thanh Liên cứ nghĩ là 4 Marine xong 5 cái BKB là có thể vô địch được. Mà mình cũng nghĩ là như thế. Thế mà đéo hiểu tại sao. Ra là con già, trò chơi coi như là kết thúc. Được của nó. Anh em thấy được thì nhớ là cho mình một like nhá. Các em nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và nhớ tham gia hội siêu cấp vô địch cũng như là đăng ký kênh để được nhận những cái phần quà trong cái đợt event này của kênh Game Today. Cảm ơn anh em. Bye bye.